người ưa, ưa câu, câu cá câu cá là hoạt động cực kỳ tàn nhẫn thử nghĩ xem nếu như đem mốc câu sắc bén đó đâm vào môi vào lưỡi của mình thì sẽ thấy đau đớn đến tận tim phổi nghĩa là dù thế nào người ta cũng không có cách nào chịu nổi nhưng nhiều người lại lấy việc câu cá làm thú vui câu không biết mệt thậm chí còn thành lập câu lạc bộ câu cá nữa. Cái lý luận câu cá có thể đào luyện tính tình là hoang đường. Đây là lời của kẻ, chẳng có chút lòng trắc ẩn. Lâm Giáp Xuân là công chức của chính phủ Thái, tính rất ưa câu cá. Ông là hội viên của cô lạc bộ câu cá. Những ngày nghỉ cuối tuần, ông thường dông thuyền ra biển, thả câu. Vừa câu, vừa uống rượu nhắm với mồi ngon thiệt là khoái vô kể. Mọi người uống mỹ tủ, ăn cá tươi, cùng hưởng thụ khoái lạc nhân gian cho qua hết ngày giờ. Mấy năm trước, lúc câu lạc bộ mới sáng lập, không khí rất nhộn nhịp sôi nổi. Thế nhưng, từ năm ngoái trở đi, từ con số 30 hội viên, giờ chỉ còn lại 7-8 người mà thôi. Câu lạc bộ bây giờ tự khí nặng đề, khiến mọi người ủ ê, không còn hứng thú ra biển câu cá nữa. Cho dù, Lâm Giáp Xuân là một nam tử cứng đầu không tin nhân quả báo ứng. Ông không có gia đình, không tín ngưỡng, nhưng cũng không thể đem lại sự linh hoạt khiến mọi người phấn chấn hăng hái ra biển câu như hồi xưa. Lý do là vì có hai quái sự liên tục phát sinh. Việc thứ nhất xảy ra ngay trên thân lão hội viên a bang hôm đó là chủ nhật a bang cùng với vợ vào đất liền thăm nhạc mẫu chúc thọ nhạc mẫu ông vốn là một người có máu mặt có danh vọng ở bản địa hôm chúc thọ đó tân khách đến dự chợt cửa yến tiệc hết sức sang có đủ thịt bò heo cá gà vịt ngỗng muốn ăn gì đều có nấy thực khách hưởng dụng thỏa thích nhưng vẫn không sao ăn hết a à bang ưa ăn cá và nội tạng nhìn thấy trên bàn tiệc có một con cá to ông rất khoái do khi ăn không cẩn thận nhai kỹ lại ngốn nội tạng cá vào miệng quá nhiều nên vừa nuốt qua thì a à bang bị mắc nghẹn ông cảm giác như có vật gì cứng mắc kẹt tại ý hầu, nên quýnh quán dùng tay kéo ra nhưng không tài nào móc ra được chính trong khoảnh khắc nuốt không trôi kéo không ra đó ông hô hấp cực kỳ khó khăn muốn há miệng la to cầu cứu cũng không thể em trai ông ngồi đối diện là người phát hiện ra tình huống nguy khắp này trước tiên nên vội chạy khoa phụ giúp nhưng hai mắt a ban đã trợn trắng đầu gục xuống hơi thở yếu dần đi mọi người lập tức dìu ông lên xe đi cấp cứu, nhưng mới nửa đường, thì ông tắt thở. Mặc dù người đã chết, nhưng y viện vẫn tiến hành phẫu thuật để kiểm tra nguyên nhân tử vong. Bác sĩ lôi nồi tạng cá mắc kẹt tại y hầu ra. Chính ngay giây phút đó, các bác sĩ, y tá, hộ lý tại hiện trường, thấy đều sợ há hốc mồm, sợ đến đơ mắt, cứng miệng, khi nhìn thấy thủ phạm giết người, chính là cái mốc câu đang móc cứng và yết hầu của a bang lạ lùng là cái móc câu này nằm ở trong nội tàn cá xuống đến cổ a bang nó bị ép ló ra cho nên khi a bang càng dùng sức kéo thì móc câu càng bám chặt những thân hữu chứng kiến tình hình kinh khủng này tất nhiên ai cũng liên tưởng tới sở thích ưa câu cá của a bang hơn nữa kinh nghiệm và kỹ thuật câu của ông khiến cho tất cả hội viên đều bái phục trong lúc người khác không câu được cá, thì ông thu hoạch vô số. Bây giờ, nhìn cảnh hai mắt a ban trợn trắng, miệng há to, bên cạnh là cái móc câu dính đầy máu, ai nấy đều sợ đến lông tốt dựng đứng, không thể không tin nhân quả báo ứng như bóng theo hình. Câu chuyện xảy ra cho a ban là ngàn chân muôn thực. Câu chuyện thứ hai còn ly kỳ hơn. Hội viên Dương Tị Ích là cao thủ câu cá từng tham gia các hội thi liên tục hai lần đều giật giải quán quân dương tiên sinh ngoài thú ưa câu cá ra còn ưa đi xe đạp điện hàng ngày cứ chạm vạn tối là ông chở vợ ra ngoài ven đô hóng gió tối đó khoảng mười một giờ ông vừa tăng lễ người bạn thân xong thì lái xe về nhà con đường quen thuộc đến nỗi cho dù có nhắm mắt, ông cũng có thể lái rành rọt. Nhưng thật kỳ quái, chiếc xe hơi đang chạy ngon trớn, thì ông bỗng thấy trước mặt xuất hiện một con sông lớn. Trước đây, ông chưa hề thấy qua. Để tránh rơi xuống sông, vì đang lái ở tốc độ 120 km giờ, nên ông vội vàng bẻ lái đạp thắng gấp. Chỉ nghe rầm, một tiếng thật to, ông tông thẳng vào cột điện ven đường. Đến lúc ông tỉnh dậy, thì thấy mình đã nằm trong bệnh viện. Ai cũng nghĩ Dương Tiên Sinh lái xe tốc độ cao, thành ra bị tai nạn. Tuy điều này xảy ra ngoài ý muốn, nhưng chưa đủ kỳ quái. Kỳ quái nhất là vết thương trên thân thể của ông rất mau chóng lành. Duy chỉ có môi và vờm miệng là thương tích nghiêm trọng. Cả hàm răng rung hết, chẳng ăn gì được. Hơn một tháng nay, chỉ có thể dùng ống dẫn bơm thức ăn lỏng vào cổ họng. Còn lạ hơn nữa, là vết tét phía trên lần phía dưới của khóe môi, bác sĩ đã khâu bảy lần mà vẫn không khép lại. Để hãy khâu xong, đến lúc cắt chỉ, thì hai khóe mép của ông lại lỡ loét xương phù. Cuối cùng, bác sĩ phải dùng chỉ túi tân tẩm hóa chất để may cho kính. Một tuần sau, chỉ tự tan rồi, nhưng môi ông vẫn lỡ loét hai khóe cứ ngoác rộng ra như hàm cá bác sĩ chủ trị đành thúc thủ bó tay ngót mấy tháng ông bị đau đớn dày vò thống khổ bất tận mồm cứ lỡ loét hả rộng y hệt mồm cá lúc bị móc câu làm tổn thương gây lỡ vậy hôm nọ vợ ông như lệ thường đến thăm vô tình buộc miệng nói Ôi trời ơi, miệng ông há to như vậy, giống hệt miệng con cá mắc câu à. Mấy từ này đánh động đến lương tâm Dương Tiên Sinh giống như một lời cảnh báo, khiến ông nhớ lại mỗi lần mình câu cá đều khéo rách miệng cá, làm cho nó lỡ loét cả vòm miệng. Bây giờ, ông mới thực sự đồng cảm sâu sắc với nỗi đau của nó. Thế là, ông cùng với vợ vội mang đèn hương đi đến chùa, đối trước Phật, ông chí thành lễ bái sám hối và phát thệ từ nay về sau không bao giờ câu cá nữa nói ra cũng lạ từ hôm đó trở đi môi ông dần dần lành lại không còn lỡ sưng nữa chỉ một tuần sau thì ông xuất viện sau đó ông kể cho các bạn hội viên những gì mình đã trải qua và khuyên họ không nên câu cá nữa từ đó hội viên câu lạc bộ câu cá giải nghệ rất nhiều. Không bao lâu, Lâm Xuân Giáp cũng từ bỏ việc câu cá và câu lạc bộ giải tán. Các bạn ơi, nhớ nhấn like, comment và share cho bạn bè mình cùng xem nha.